Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài 10, bài 11, bài 12 ở trang 73 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 1 nhé. Chúng mình đến với bài 10, đề bài như sau. Mẹ đi chợ mua 18 quả táo. Mẹ đưa cho Việt 5 quả táo và đưa cho Tú 3 quả táo. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo? Chúng mình tóm tắt như sau. Mẹ mua 18 quả táo. Xuống dòng, mẹ đưa cho Việt. Và tiếp, mẹ đưa cho Tú. Từ đây xuống dòng, mẹ đưa cho Tú 3 quả táo. Và câu hỏi mình tóm tắt, mẹ còn lại 3 quả táo. Hỏi chấm. Bây giờ chúng mình chuyển sang phần bài giải nhé. Chúng ta viết câu lời giải mẹ còn lại số quả táo là 2. Đây. Ở đây chúng mình nghĩ ra phép tính gì chưa nhỉ? Thầy có từ ngữ đó là cho này. Lúc đầu mẹ có 18 quả táo này, mẹ cho Việt đúng không? Rồi lại cho Tú và hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo, thì đó chính là phép trừ rồi. Mình sẽ viết phép tính như sau. Chúng mình lấy 18 này, mẹ cho Việt 5 quả táo trừ đi 5 này, mẹ cho Tú 3 quả táo trừ tiếp đi 3 này, thì sẽ ra số táo còn lại. Chúng mình trừ lần lượt nhé, từ trái sang phải. 18 trừ 5 ta được 13. 13 trừ 3 bằng 10. Mở ngoặc, đơn vị là quả, đóng ngoặc. Xuống dòng, đáp số 2.10 quả táo. Mình xong bài 10 rồi. Tiếp theo là bài 11. Giải bài toán dựa vào tóm tắt. Đề bài có tóm tắt sau này. Dưới ao có 2.99 con vịt. Lần thứ nhất, 2.12 con lên bờ. Lần thứ hai, 2.25 con lên bờ. Dưới ao còn lại 2.3 con vịt. Trong bài này thì chúng mình nghĩ ra được phép tính gì các em nhỉ? Phép tính trừ, đúng không? Dưới ao lúc đầu đang có 99 con này, lên bờ chúng ta trừ bớt đi, đúng không? Thì sẽ ra số con vịt còn lại ở dưới ao. Câu lời giải chúng ta viết như sau. Dưới ao còn lại số con vịt là 2. Phép tính là 99 này. Lần thứ nhất có 12 con lên bờ, chúng ta trừ cho 12. Lần thứ hai có 25 con lên bờ, trừ tiếp 25 thì sẽ ra số con vịt còn lại ở dưới ao. Chúng mình thực hiện trừ từ trái sang phải nhé. 99 trừ 12 thì em sẽ được là 87. 87 trừ 25 em sẽ được kết quả là bằng 62. Mở ngoặc, đơn vị là con, đóng ngoặc. Xuống dòng, đáp số 2.62 con vịt. Tiếp theo chúng mình cùng với thầy đến với bài 12 nhé. Đề bài như sau. Trên xe buýt có 24 hành khách. Đến điểm dừng có 10 hành khách xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe buýt còn lại bao nhiêu hành khách? Chúng mình cùng tóm tắt như sau. Trên xe buýt có 2.24 hành khách. Xuống dòng ta ghi có 2.10 hành khách xuống xe. Xuống dòng mình tóm tắt câu hỏi. Trên xe buýt còn lại 2.3 hành khách. Hỏi chấm. Nào, bây giờ chúng mình chuyển sang phần bài giải nhé. Việc đầu tiên chúng mình cần làm đó là đổi 10 bằng 10 các em ạ. Ta ghi nào, 10 bằng 10. Bây giờ chúng mình nghĩ xem phép tính trong bài là gì nhỉ? Lúc đầu trên xe buýt có 24 hành khách này, sau đó có hành khách xuống xe này, rồi lại hỏi chúng mình là còn lại đúng không? Như vậy chính là phép tính trừ rồi. Mình sẽ viết câu lời giải như sau. Lúc đó trên xe buýt còn lại số hành khách là 2. Xuống dòng phép tính đó là ta lấy 24 hành khách này, lúc đầu trừ đi 10 hành khách xuống xe, trừ đi 10. Thì kết quả cuối cùng bằng 14. Mở ngoặc, đơn vị là hành khách, đóng ngoặc. Xuống dòng ta ghi đáp số 2.14 hành khách. Xong rồi. Vậy là thầy trò mình đã làm xong bài 10, bài 11 và bài 12 ở trang 73 cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 1 rồi các em ạ.